Em xin kính chào toàn thể anh chị. Và ngay sau lưng em đây thì ngày hôm nay bên em lại về chiếc CUV đến từ thương hiệu Ford. Chiếc EcoSport phiên bản Titanium bản máy 1.5 lít. Và hiện tại chiếc xe này có thể nói là rất là đẹp nha anh chị nha. Nước sơn rin dường như còn đâu đó trên 80%, cũng như là xe đã được trang bị rất là nhiều option, bao gồm đèn nổ startup. Phiên bản này rất là nhiều túi khí luôn nha anh chị nha. Chiếc xe này nếu em nhớ không lầm, ở khoang buồng lái trước có 3 túi khí, giữa hai hàng ghế thì chúng ta sẽ có một cặp túi khí ở ghế cũng như là một cặp túi ở trụ B nữa. Thì trên phiên bản này thì chúng ta sẽ có tổng cộng 7 túi khí nha anh chị nha. Đang mang biển số đó là 60E91749, đã được người sử dụng trước nâng cấp cho chúng ta cặp đèn bi xenon ở dưới phần đèn sương mù. Cũng như là option tiếp theo của chiếc xe này được trang bị thêm đó là cảm biến gạt mưa tự động, cũng như sử dụng khối động cơ Eco của Ford. Với cái mức giá hiện tại được bên em chào bán anh chị với mức giá bán 418 triệu cho chiếc EcoSport phiên bản Titanium 2015 này thì em nghĩ là nó cũng đang rất là hợp lý tại thị trường bây giờ. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết chiếc xe này một chút xíu nha anh chị nha. Đầu tiên về phần cụm đèn thì chiếc xe này được trang bị đó là cụm đèn halogen. Đèn halogen nha anh chị nha. Cũng như là bên dưới này, như em đã nói là chúng ta đã được người sử dụng lên bi cầu cho phần đèn bi gầm rồi. Lưới tản nhiệt thì chiếc xe này đang còn giữ được độ sáng của phần chrome cũng như là phần nhựa đen này đang còn rất là tốt, cũng như là khoang lấy gió của chiếc xe này rất là rộng nha anh chị nha. Phần vân thì giữa phiên bản này và 2017, như chiếc xe video trước em có gửi đến chị thì nó cũng không khác nhau là mấy nha anh chị nha. Chỉ khác nhau về phần mâm cũng như là những cái chi tiết rất nhỏ trên chiếc xe này thôi, trên dòng xe EcoSport này. Ở phần bên hông cánh cửa thì chúng ta sẽ có thêm đó là mở khóa một chạm trên cái phần tay nắm cửa nha anh chị nha. Đó, khi mà chúng ta tới lại gần xe bấm cái nút này thì nó sẽ tự động mở cửa cho chúng ta. Cũng như là hệ thống trên chiếc xe này được sử dụng đó là động cơ 1.5 lít với mức tiêu hao nguyên liệu thì nó cũng cực kỳ dễ chịu. Và trên phiên bản Titanium thì chúng ta sẽ có bộ ghế da may chỉ đỏ, đường may chỉ đỏ rất là đẹp. Đó, mà chỉ có trên phiên bản Titanium chúng ta mới có thôi. Và cái bản thiếu của dòng EcoSport này nó sẽ là phiên bản Gen. Thì bản Gen thì nó sẽ sử dụng đa phần sẽ là ghế da, ghế nỉ nha anh chị nha. Bây giờ em sẽ đèn nổ chiếc xe này lên, cũng như là coi cho anh chị về chất xe 2015. Và chúng ta đang được hiển thị trên đồng hồ ở trên này là 56.922 cây. Chúng ta có đèn nổ startup và những cái phần như là phím thích hợp trên vô lăng đó. Và hộp số của chiếc xe này sử dụng đó là hộp số tự động 6 cấp nha anh chị nha. Hộp số tự động 6 cấp khá là ok đúng không ạ? Và ở bên dưới này thì chúng ta sẽ có thêm đó là một cổng sạc điện thoại 12V cũng như là dây kết nối AU này, rồi USB. Đó, rất là tốt đúng không ạ? Còn chiếc xe này thì chúng ta đang sử dụng đó là cái đầu cassette rin theo xe, rin cho cái phần cái dòng xe EcoSport hay là Fiesta. Đó, chúng ta vẫn có kết nối phone nghe nhạc qua Bluetooth nha anh chị nha. Đó, và vô lăng thì vẫn là vô lăng trợ lực điện, và chúng ta cũng có luôn đó là hệ thống cân bằng điện tử trên chiếc xe này luôn. Phần trần của chiếc EcoSport này được giữ nguyên trần nỉ rin. Đó, và chúng ta sẽ có một cái cửa sổ trời ở bên trên này. Đó, cũng như là ở khoang lái trước này thì chúng ta sẽ có một túi trên vô lăng, một túi phụ lái và một túi dưới đầu gỗ ghế lái. Kèm theo đó là hai túi của hàng ghế trước và hai túi của trụ B nha anh chị nha. Phần trụ B này. Đó. Chi tiết tiếp theo thì chiếc xe này được bên em gửi bên em chào bán anh chị với mức giá như thế, và kèm theo đó được cam kết trực tiếp trên giấy tờ mua bán xe không cấn đụng, không ngập nước, không thủy kích và không lỗi điện nha anh chị nha. Còn ở đằng sau này thì chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4 con cảm biến lùi, cũng như là chiếc xe này được người sử dụng bảo trì tại Đà Lạt Ford nha anh chị nha. Đó, mở cốp. Phần khoang cốp của chiếc EcoSport khá là rộng rãi luôn,
cũng như là ở đây chúng ta sẽ có một hai cái thảm này, ba cái đó dưới khoang học đồ nghề này, cũng như là cái nước sơn ở trong phần sườn đang còn rất là chắc chắn nha. Đó, chi tiết tiếp theo thì phần sơn ở bên trong này nó đang rất là tốt nha, cũng như là cái phần cốp của chiếc xe ngày hôm nay gửi đến anh chị thì trên phần tắp bi nó không có bị xước bất kỳ. Tắp bi xe này thì nó hiện tại nó đang cực kỳ đẹp luôn, nó không có bị xước nha anh chị nha. Đó, chiếc xe thì có thể nói là chiếc xe đẹp và rinh rồi. Đó, đóng cửa cũng rất là tốt luôn. Bên hông này. Còn EcoSport thì chúng ta chú ý cho em là khi mà chúng ta đi coi xe thì chúng ta sẽ coi những cái chỉ cánh cửa như thế này. Còn cabo và ở đằng sau cốp thì dòng EcoSport này chúng ta không có chạy chỉ nha anh chị nha. Đó, chứ mất công nhiều anh chị đi coi EcoSport lại kêu ủa chỉ cabo và cái phần chỉ cốp nó nằm đâu, thì nhà sản xuất không có chạy chỉ ở cái phần cabo cũng như là cốp của EcoSport nha anh chị nha. Đó, và bây giờ em sẽ dỡ cái khoang máy lên để cho anh chị coi về khoang máy của chiếc xe đang mang biển 60A sản xuất 2015 này. Đây thưa anh chị, về khoang máy của chiếc xe này đây. Đó, tấm cách nhiệt đang còn chất lượng rất là tốt, cũng như là toàn bộ hệ thống sơn trên cabo là sơn đinh 100% cho phần mặt trong. Đó, hệ thống ABS của chiếc xe này nằm tại vị trí ngay đằng sau cái phần két nước nha anh chị nha. Đó, vị trí của cục ABS đây, và chi tiết mặt máy rất là khô ráo, cũng như tình trạng máy nổ đang rất là đều trên chiếc EcoSport này. Chúng ta sẽ có 4 cây bếp full và tình trạng máy nổ cực êm, cũng như là hệ thống dàn rất là đẹp nha. Đó, từ bên trong này ra tới đây nó không có bất kỳ lỗi nào. Và cụm đèn là chúng ta sẽ có nguyên một dàn cặp đèn rinh và chưa bị phục hồi, cũng chưa bị trẻ về phần đèn. Đó, còn chi tiết về hộp số của chiếc xe này thì như em đã nói, khi chúng ta đi coi EcoSport, mua EcoSport và Fiesta thì mình lên chú tâm về phần hộp số nha anh chị nha. Đó, hộp số xe này rinh và máy rinh chưa mở, và cam kết trực tiếp cho anh chị trên giấy tờ mua bán nha anh chị nha. Mức giá cực kỳ hợp lý và chắc chắn với anh chị là sẽ có bớt một chút nào đó cho những anh chị nào ở ngoài tỉnh, và bao gồm rút hồ sơ gốc cho chiếc xe mang biển số 60A 917 49 này. Và khi mà chúng ta nổ máy thì ở bên dưới cái phần phụ kiện, cái phần đèn, thì chúng ta sẽ có thêm một viền đèn màu đỏ ở bên dưới này. Đó, làm cho chiếc xe nó có vẻ nó khác biệt so với những chiếc EcoSport mà mình gặp ở ngoài đường. Còn tình trạng về vỏ thì cặp vỏ trước của chiếc xe này đang còn chất lượng, rơi vào tầm khoảng trên 80% cho chúng ta đang sử dụng vỏ BS. Và kích thước mâm của chiếc xe này thì cũng khá là lớn, mâm đang sử dụng đó là mâm 16 inch nha anh chị nha. Nó đang sử dụng mâm 16 inch cho một cặp thắng đĩa trước, cũng như là đằng sau này thì dàn vỏ của cặp sau đang còn 60%. Đó, và cũng là kích thước mâm 16 inch, nhưng đằng sau cái phần bánh sau thì chúng ta đang sử dụng đó là thắng tăng trống nha anh chị nha. Đó, còn về phần bên trong học tiếp nguyên liệu thì toàn bộ những chi tiết ở phần này thì chiếc xe rinh 100% luôn nha. Phần cạn này, đó, cạn này chúng ta vẫn đang còn sơn rinh nha. Đó, và toàn bộ mã kính của chúng ta là một mã. Đó, không có bị bể bất kỳ tấm kính nào, cũng như là xe đã được lên một dàn phim cho chúng ta rồi. Và nếu như anh chị nào thích chiếc EcoSport này, hãy gọi cho em vào số điện thoại đó là 0976124949 EcoSport 2015 với mức giá bán 418 triệu cho chiếc xe đang mang biển 60 này. Và em xin hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của em. Và anh chị hãy nhớ đăng ký kênh để cập nhật những xe mới nhất từ kênh YouTube bên em, cũng như giá xe phân khúc gia đình được bán tại thị trường ô tô Tây Nguyên Lâm Đồng. Và em hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của em.